Năm 2022 được Liên Hợp Quốc chọn là năm khoa học cơ bản với chủ đề Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững, nhằm nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của khoa học cơ bản đối với sự phát triển bền vững. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hóa học quốc tế. Hội nghị thu hút sự tham gia của 120 nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam. Sự kiện cũng đem đến cơ hội cho các nhà hóa học trẻ Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với các nhà hóa học quốc tế có những đóng góp nổi bật. Hội nghị thảo luận 3 lĩnh vực nghiên cứu: hóa học trong chuyển hóa và tích trữ năng lượng, hóa học trong phân tích và xử lý môi trường và hóa học trong chăm sóc sức khỏe. Phương pháp của chúng tôi gọi là tổng hợp quang hóa nhân tạo. Chúng tôi không cần sử dụng các tấm pin mặt trời mà sử dụng luôn các xúc tác quang hóa để phân hủy nước thành hydro và oxy. Qua phương pháp này, chúng tôi có thể sản xuất được lượng lớn nhiên liệu hydro từ năng lượng mặt trời với giá thành rất rẻ so với các công nghệ hiện nay.